Từ miền Nam tới bang California trên băng tần 57.19, đài trên IBC TV tại miền Bắc tới bang California băng tần 16.12, mở rộng ở băng tần 27.7 tại Houston, Texas, toàn 54 bang Hoa Kỳ và Canada của hệ thống Galaxy 19, được cập nhật mọi lúc mọi nơi qua trang mạng điện toán toàn cầu IBCTV.us. Đây là chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần cùng với đài trên IBC TV, xuống công viên Lâm Trịnh và Minh Đăng. Mở đầu xin kính gửi lời chào trân trọng nhất. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng đến với phần điểm tin trong phần tin thế giới và Hoa Kỳ. Còn một tuần nữa, người đứng đầu Paris 2024 tự tin về kế hoạch trong mưa khai mạc Thế vận hội. Sự hỗn loạn trên khắp các sân bay Mexico sau sự cố ngừng hoạt động công nghệ toàn cầu. Kevin Durant trở lại huấn luyện đội tuyển Hoa Kỳ tại buổi tập ở London. Mất mạng Internet gây ra hàng dài chờ đợi ở biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico. Các nhà phân tích cho biết mong đợi nhiều đặc vụ xuất hiện hơn cùng với đường bị đóng cho cuộc vận động của ông Trump ở Michigan. Sau đây xin mời quý vị cùng đến bản tin chi tiết đầu tiên trong phần trình bày của xứ ngôn viên Minh Đăng. Kính thưa quý vị, tin từ nước Pháp, với còn hơn một tuần nữa, người đứng đầu của Paris năm nay 2024 cho biết tự tin về kế hoạch trong mơ cho buổi khai mạc Thế vận hội. Ban tổ chức buổi lễ cho biết lễ khai mạc Thế vận hội Paris vào ngày thứ Sáu tuần sau, ngày 26 tháng 7, sẽ là một chương trình vui tươi, táo bạo, không điển hình. Trong đó, các nghệ sĩ và vận động viên sẽ cùng nhau chào mừng Paris, Pháp và Thế vận hội dọc theo sông Seine. Không giống như các Thế vận hội trước đây, lễ khai mạc Paris 2024 sẽ không diễn ra ở sân vận động. Mà thay vào đó, hàng chục chiếc thuyền sẽ chở hàng nghìn vận động viên và nghệ sĩ biểu diễn trên tuyến đường dài 6 km dọc theo con sông Seine trong buổi biểu diễn kéo dài 3 giờ 45 phút. Tony Estagiat, người đứng đầu ban tổ chức Thế vận hội Paris, đã nói với các phóng viên rằng: "Chúng tôi biết tầm quan trọng của lễ khai mạc Thế vận hội Olympic. Nó là chìa khóa đối với các vận động viên, nó là chìa khóa đối với quốc gia tổ chức nó." Các thông tin chi tiết bao gồm tên một số nghệ sĩ tham gia và ai sẽ là người cầm đuốc và thắp bạc Olympic để đánh dấu sự bắt đầu của Thế vận hội được giữ bí mật, và đội nghệ thuật của buổi lễ cho biết họ đã diễn tập riêng tư. Sự hỗn loạn trên khắp các sân bay Mexico sau sự cố ngừng hoạt động công nghệ toàn cầu. Các sân bay trên khắp Mexico đã trải qua tình trạng hỗn loạn trên diện rộng đối với hành khách cũng như các hãng hàng không vào hôm thứ Sáu, sau khi sự cố ngừng hoạt động công nghệ nghiêm trọng trên toàn cầu đã làm gián đoạn hoạt động của nhiều sân bay. Một bản cập nhật phần mềm của công ty an ninh mạng toàn cầu là CrowdStrike đã ảnh hưởng đến các hệ thống thiết yếu, bao gồm cả việc làm thủ tục chuyến bay và xử lý hành lý, dẫn đến tình trạng trễ và hủy chuyến bay lớn. Hàng trăm khách du lịch tại sân bay ở thành phố nghỉ mát Cancun phía đông nam của Mexico đã chen chúc tại các quầy hàng không để lấy thông tin về chuyến bay của họ. Tại sân bay quốc tế Benito Juarez ở thành phố của Mexico, người ta thấy hàng dài người xếp hàng trước các quầy hàng của hãng hàng không quan trọng. Du khách cho biết hầu hết các chuyến bay đều bị hủy và không biết khi nào mới dời lại. Chính quyền sân bay yêu cầu hành khách giữ liên lạc với các hãng hàng không của họ để tìm hiểu tình trạng của chuyến bay. Những người biểu tình ở Lebanon tập trung ủng hộ người Palestine ở Gaza. Người dân tập trung tại thành phố Sidon ở phía nam Lebanon trong ngày thứ Sáu 19 tháng 7 trong một cuộc biểu tình do nhóm Palestine Hamas ở Lebanon kêu gọi để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở dải Gaza. "Đây là điều ít nhất chúng tôi có thể làm cho họ", một người phụ nữ tham gia đã nói về người Gaza, trong khi một người khác gọi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Tel Aviv là anh hùng. Quân đội Israel và các cơ quan khẩn cấp cho biết một máy bay không người lái tầm xa do Iran sản xuất đã tấn công trung tâm Tel Aviv vào rạng sáng ngày thứ Sáu trong một cuộc tấn công do lực lượng dân quân Houthi có trụ sở ở Yemen nhận trách nhiệm, khiến một người thiệt mạng, bốn người bị thương.
Israel đã trao đổi hỏa tiễn và pháo binh hàng ngày với Hezbollah dọc biên giới ở phía Bắc và phía Nam Lebanon kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở dải Gaza, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn nếu như tình hình vẫn leo thang. Người Houthis cũng đã tăng cường các cuộc tấn công chống lại Israel và các mục tiêu phương Tây, nói rằng họ đang hành động đoàn kết với người Palestine sau khi Israel xâm chiếm dải Gaza sau cuộc tấn công vào hồi năm ngoái của phiến quân Hamas nhắm vào miền nam Israel. Tổng thống Tunisia Saied tuyên bố tái tranh cử. Tổng thống Tunisia Kais Saied vào hôm thứ Sáu cho biết ông sẽ tranh cử trong một nhiệm kỳ tổng thống khác trong cuộc bầu cử ngày 6 tháng 10. Ông Saied nói trong một đoạn video trên trang Facebook của Tổng thống rằng việc ứng cử nhằm mục đích tiếp tục cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Các đảng đối lập, nhiều người trong số họ lãnh đạo đang ngồi tù, đã cáo buộc chính phủ của ông Saied gây áp lực lên cơ quan tư pháp để trấn an các đối thủ của ông trong cuộc bầu cử năm 2024 và mở đường cho ông giành được nhiệm kỳ thứ hai. Việc tái tranh cử được công bố cùng ngày tòa án kết án lãnh đạo phe đối lập là Lotfi Mahri, một ứng cử viên tổng thống tiềm năng, 8 tháng tù vì tội mua phiếu bầu. Tòa án cũng cấm ông Brahi, lãnh đạo đảng Liên minh Cộng hòa và là một trong những người chỉ trích Tổng thống Kais Saied nổi bật nhất, tham gia tranh cử tổng thống suốt đời. Phe đối lập nói rằng không thể tổ chức các cuộc bầu cử công bằng và đáng tin cậy trừ khi các chính trị gia bị cầm tù được thả ra và giới truyền thông được phép thực hiện công việc của mình mà không bị chính phủ gây áp lực. Tay súng làm bị thương cựu nghị sĩ theo chủ nghĩa dân tộc ở Lviv, tin từ Ukraine. Một tay súng vào ngày 19 tháng 7 đã bắn và làm bị thương một cựu thành viên quốc hội Ukraine theo chủ nghĩa dân tộc, người nổi tiếng với các chiến dịch rầm rộ bảo vệ tiếng Ukraine. Cảnh sát đã mở cuộc truy lùng rộng rãi người đàn ông được cho là người đã bắn Arina Varian, 60 tuổi, trên một con phố ở Lviv ở phía Tây. Tổng thống Zelensky cho biết ông nhận được báo cáo thường xuyên về nỗ lực bắt giữ các tay súng. Ông cho biết bất kỳ hành động bạo lực nào đều phải bị lên án. Varian, một nhà ngôn ngữ học, trở thành thành viên của đảng Svoboda Tự do theo chủ nghĩa dân tộc vào năm 2005 và được bầu vào quốc hội năm 2012, nhưng đã thất bại trong nỗ lực sau đó để giành được một ghế. Bà cũng đã phục vụ trong hội đồng khu vực Lviv. Bà nổi tiếng với các chiến dịch thường xuyên nhằm quảng bá tiếng Ukraine và làm mất uy tín của các quan chức nói tiếng Nga. Tiếp theo, chương trình xin được tạm dừng trong giây lát để gửi đến quý vị phần bảo trợ thương mại. Sau đó, xứ ngôn viên Minh Đăng và Linh Trịnh sẽ quay trở lại với những bản tin chi tiết trong phần tin Hoa Kỳ. Kính mong quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ các băng tần của đài truyền hình IBC TV và tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết.